Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Mô Tô Vlog, Quân Béo Mô Tô Hà Đông. Hôm nay review cho anh em một con xe mà gọi là còn đủ hai chìa luôn anh em. Rồi, tay phanh zin này, đủ hai chìa luôn nhá. Ô đô anh em nhìn trước đi, 2.20.699 cây, 2.1 vạn. Chìa hít này, hai chìa đầy đủ luôn. Đấy, rất là còn mới và keng. Xe chủ cũ là anh ấy gần 60 tuổi, đi rất dữ. Bây giờ anh ấy lên con Honda CB1100RS, anh ấy bán lại cho mình con này. Cái này là đang dán đề can nhá. Còn tệ sơn zin này, anh em nhìn ánh sơn zin đẹp không? Đấy, anh em nào mua muốn về màu xám thì lấy đây, sơn zin đây các bạn ơi, đã dán ly lông bảo vệ toàn bộ rồi. Đấy. Con này thì giá bây giờ rất rẻ luôn, một con cỗ máy 4 máy hải quan chính ngạch, biển số Hà Nội. Xe đã thay đôi lốp rồi, lốp còn rất là đẹp. 15366. Quá đẹp luôn. Đấy, các bạn thấy không? Và chiếc xe này thì lên cũng khá đồ chơi rồi. Hôm nay mình sẽ review cho anh em tổng thể chiếc xe và bán cho anh em con Honda CB650F với giá chưa đến 150 triệu anh em. 150 triệu nhô nhô một tí. Đấy, nhô một tí thôi là anh em đã sở hữu được chiếc Honda CB650R. CB650F, sorry anh em, bản R thì nó là thuộc áp xe down. Con này là date 2018. Đấy, hơn 150 triệu một chút. Anh em đã sở hữu con Honda CB650F thủ tấm lồng, lên rất là nhiều đồ chơi rồi. Giá cực kìa rẻ, máy zin, sơn zin nha anh em. Xe bao cam kết anh em là không đâm đụng tai nạn này. Bao luôn cho anh em thêm cái nữa là gì? Máy zin nguyên bản này, bao luôn cho anh em là odo zin. Xe mình bao check hãng, bao check gara, bao check thợ cho anh em kiểm tra. Ok anh em, hôm nay chúng ta cùng đi bắt đầu xem chiếc 4 máy 650 phân khối đi 2 vạn này có hết gì nhá. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Hello anh em, vào luôn nhá. Đầu tiên là rất là nhiều bạn sẽ quan tâm là con 650F này khác con 650R ở cái gì. Điều duy nhất của nó khác đấy là gì anh em biết không? Là cái body ngoài. Đấy, body ngoài, thụt của nó sử dụng thụt ống lồng. Đấy, vẫn là hai heo hai đĩa thụt ống lồng. Nhưng mà nó lại là gì? Nó không phải thụt upside down như con Honda CB650R là đàn em. Thì con này là con ra trước. Con này là đời 2018 này, ABS 2 kênh này. Đấy các bạn thấy không? Đĩa nó khác một chút thôi. Nan của nó cũng khác nan R một chút. Đấy, giống như anh em search là có con Honda CB150 Street Fire ấy, thì nó cũng là chính là con này. Đấy, thụt ống lồng. Còn vẫn sử dụng chung cơ chế khung sườn, máy móc lẫn cả đĩa là dùng chung với đĩa bản R. Đấy, ABS cũng vậy. Đấy, xe này là đi 2 vạn rồi. Rồi mình sẽ review cho anh em cái đống đồ chơi lên. Đầu tiên là như các bạn thấy đấy, đấy là chủ xe đã thay được đôi lốp Michelin Road 4 rồi. Đấy, con này là Michelin Road 4. Đấy, size này là size bao nhiêu đây? 180 55, như zin luôn. 180 55 R17, một cặp Michelin Road 4. Kèm với thêm là như mình thấy là bộ nhông xích này MREP này, CNC đã thay này. Đấy, xích Japan này, DAD luôn. Con này là xích gì đây? Xích gì? DAD VX3 của Nhật. Đấy, con này là chủ xe đã thay bộ nhông MREP kèm với xích của DAD VX3. Thêm cái nữa là gì? Tay côn, chủ xe đã thay côn của JWM Italy. Đấy, tay phanh thì giữ zin. Đấy, tay phanh thì giữ zin. Dán bộ đề can, những cái này là bộ của Motoya này, ốp màu này là lắp thêm này, bộ này này, với cả cái này là anh ấy dán cái keo này để làm gì, để chống rung ấy. Bộ này là cả bộ này là bộ lắp thêm. Đấy, lắp thêm cái nữa là cái ốp gấp của Motoya. Thì Motoya này ốp gấp này lắp cho chuẩn cho CB650F này, CB650R này, CBR650 này, lắp này, chung này. Cái này ốc 7 nâng cũng của CB650F, CB650R này. Bô cũng vậy, anh em nhìn thấy bô giống con mấy con 650F, 650R không? Xe đang ủ dầu à, chưa ấy. Chiếc xe này đã được bảo dưỡng toàn bộ tại hệ thống Quy Moto, nước mát thay mới, dầu máy Motul 300V thay mới, lọc dầu K&N, thêm cái nữa là gì? Lọc gió đã vệ sinh lại toàn bộ, thêm cái nữa là gì? Kim phun buồng đốt, tất cả đã được vệ sinh toàn bộ, xe trong tình trạng hoàn hảo nhất rồi. Đấy. Tiếp theo nữa là bộ chống đổ Evotech nhôm. Đấy, bộ này là bộ chống đổ Evotech nha anh em nhé, Evotech à. Đấy, kèm với thêm đôi đèn trợ sáng để anh em đi tour. Lốc máy này còn rất đẹp, vỏ ngoài anh em nhìn thấy đẹp không? Đấy, rất đẹp. Bên trong thì chóc sơn là do thời gian thôi. Cái này thì rất là nhiều anh em vì Beo 500 bị này,
con này là rất là ít này. Đấy. Cổ bô anh em. Đấy. Cổ bô zin. Xe vẫn đang sử dụng bô zin cổ zin. Chiếc xe này đây có lắp thêm độ thêm cái tay sách. Cái này là bằng thép, anh quấn cái cao su ấy vào để cho nó êm tay. Lắp có một bên thôi nha các bạn nhá. Còn bên kia là không thấy đâu nữa. Đôi xi nhan cũng được thay rồi. Đấy. Về dàn trước thì anh ấy cùng công tắc zin tất cả, nhưng mà có lắp thêm công tắc speed limit. Đấy, để mình nghĩ là để tắt bật đèn sự sáng. Đấy. Đầu lên không. Đây, một công tắc này. Và một công tắc này để làm gì đây? Đang chờ anh em, công tắc này thừa đang chờ không làm gì vì con này nó có haza cảnh báo rồi. Đấy. Cùng công tắc CB650F này, passing này, anh em thấy không? Đấy. Con này có thêm báo số, vì như anh em thấy là CB650R, CBR650 đều có báo số, nhưng bản này thì chưa có báo số. Nên là chủ xe lắp thêm cái báo số, có che két nước ở các thứ. Thì chiếc xe này mình bán với giá là 155 triệu anh em nhé. 155 triệu cho một chiếc Honda CB650F, còn rất là ngon và đẹp này. Anh em mua xe liên hệ, mình có thể bao check cho anh em luôn. Máy zin, bao cam kết máy zin, xe không đâm đụng tai nạn và xe một chủ rất là giữ đến 2018 mà còn hai chìa zin anh em. Gồm còn rất là mới. Đây, mở cho anh em xem này. Đấy, rất là mới luôn. Xe này thì đi cực kỳ lành luôn, dành cho anh em, bao cho anh em test khắp nơi luôn. Xin cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Mua xe liên hệ mình Zalo 0942 795678 0842 791363 hoặc xem xe trực tiếp tại B23 Bộ Hòa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau.